Trân Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Khúc. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình Ý Phái Đẹp có thể là những người đang yêu nhau hoặc là những cặp vợ chồng. Họ đến đây để biết được một nửa còn lại của mình suy nghĩ như thế nào và tận sâu trong trái tim của họ những điều thầm kín nào mà chúng ta chưa khám phá được. Và ngày hôm nay, đến với chương trình, họ sẽ có một cơ hội chinh phục được giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Đầu tiên xin được giới thiệu vợ chồng anh chị Hoài Minh và Hồng Nhi. Và cặp đôi thứ hai xin được giới thiệu anh chị Quốc Đạt và Ngọc Mỹ. Chúng ta cùng làm quen với nhau nhé. Xin mời. Xin chào chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh. Chào anh Trấn Thành, chào quý vị khán giả. Tôi là anh xã, tôi là Minh, và tôi là Nhi. Đến với chương trình này thì chúng tôi đã lấy nhau được 2 năm. Cách đây cũng mười mấy tháng thì tôi phát hiện ra một điều rằng là anh ấy quan tâm đến một người phụ nữ khác. Yêu lo lắng và chăm sóc cho người phụ đó nhiều hơn tôi. Cho nên là tôi muốn đến đây để xác định lại một điều rằng rất là quan trọng đối với cuộc đời của tôi. Vậy còn cái người mà anh quan tâm đó là cái người có quan hệ như thế nào với anh? Nói chung là người phụ nữ này thì cũng chỉ được mới có mười mấy tháng Nhưng mà nói chung là do vợ mình thì hay có cái tính nên là cái cô này cô kia thực chất đó là con gái mình. Làm hết hồn. Phái bà nào chứ, bởi vì tới đâu sao nghe phái bà nào mà sao chị Nhi thấy chị bình tĩnh quá trời, không biết nhớ liệu khí thế. Thì bởi vậy rồi. Cảm ơn cặp đôi này nha, hy vọng là các bạn sẽ có được thật là nhiều niềm vui trong chương trình. Chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin chào Tiến Thành và quý vị khán giả. Mình tên là Quốc Đạt. Cũng lâu lắm rồi thì hai vợ chồng mình nói chung cũng chưa có gọi là ôn bài cái gì vậy. Ôn bài là sao? Ôn bài ở đây là ôn bài những cái, nói chung là những cái sở thích của hai đứa, rồi những kỷ niệm cũ của hai đứa. Rồi sau đây là vợ mình. Xin chào quý khán thính giả đang xem chương trình Ý Phải Đẹp, Lại Phải Mạnh. Chào anh Trấn Thành, em tên là Ngọc Mỹ, hiện đang công tác tại bệnh viện Từ Dũ. Em đến với chương trình này á, ngoài mục đích mà ông xã em nói á, còn mục đích thứ hai là em muốn được lên TV. Và mục đích thứ ba là muốn gặp lại anh Trấn Thành. Bởi vì lúc trước á, hai tụi em học lớp 10 á, là anh Trấn Thành học lớp 12 ở trường Hùng Vương á. Lúc đó là em hay coi anh Trấn Thành với anh Đức diễn kịch diễn hài ở trong trường lắm. Bởi vì em hâm mộ anh từ nhỏ. Ấy cha, đồng môn hả? Bạn có nghe nói về tiểu sử của Trấn Thành trước khi vào chương trình chưa? Dạ chưa. Đa số các người chơi hồi trước họ hay khen tôi câu là MC này khá chặt chém lắm. Thành ra thứ ra là nhiều khi mà mình xuất giới thiệu xuất xứ nhân thân rồi thì chắc là có thể nhẹ nhàng hơn nhỉ. Bởi vì anh nhớ làm sao chim thắng cái đó thì anh không hứa được, tại cái đó hơi khó. Anh chỉ có thể hứa là đảm bảo với vợ chồng em là hạnh phúc qua bình trở về thôi. Còn bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Hãy đến ngay với vòng thi đầu tiên của chương trình, vòng thi chân dung. Ở vòng thi đầu tiên, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi được đặt ra cho mỗi đội và các bạn sẽ giơ bảng để giành quyền trả lời. Câu trả lời chỉ là có hoặc là không. Các bạn giơ các bảng cùng một lúc để tôi biết là câu trả lời của các bạn có trùng khớp hay không. Một câu trùng khớp các bạn được 5 điểm. Ở vòng này 5 câu, tổng cộng là 25 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần thi của anh Minh và chị Diên. Xin mời. Câu hỏi đầu tiên, người ta thường nói nhân chi sơ tính bổn thiện, có nghĩa là con người ta vừa sinh ra thì tâm tính đã hiền lành. Nhưng có một số những nhà triết học, người ta lại suy luận rằng Như Tông Tuân Tử ông nói rằng là nhân chi sơ thì tính bổn ác. Thực chất ra con người sinh ra thì cái bản chất con nó nhiều hơn cái bản chất là người. Vì vậy chúng ta cần phải rèn luyện một đứa trẻ để lớn lên nó khắc phục được cái ác trong con người nó để nó trở thành người tốt. Bạn có đồng ý hay không? Rung khớp. Ủa, hai bạn không nghĩ là con người mới đẻ ra là như tờ giấy trắng hả? Khi con người đẻ ra như tờ giấy trắng thì mình cần uống nắng. Uống nắng theo thời gian thì nó sẽ theo ý mình. Chưa chắc đâu, nghe cha mẹ sinh con trời sinh tính đó nha. Dạ thì cái đó là chuyện tương lai, chỉ có tương lai biết thôi. Thì giờ mình cứ chạy tới đâu lên tới đó, mai mốt thì sẽ có câu trả lời thôi. Câu thứ hai,
lỡ sau này con gái của bạn muốn đi thi Hoa hậu Việt Nam, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ phải đối diện với rất nhiều những cái cám dỗ bởi vì người có quá nhiều sắc đẹp. Các bạn có khuyến khích hay không? Không trùng khớp. Tại sao anh Minh lại không ủng hộ? Mỗi con người sinh ra nó có một cái biệt tài riêng và một cái công việc riêng. Chẳng hạn, ví dụ như mình là Minh Mập, vợ mình ở nhà là việc danh là Châu Lộng. Thì ví dụ như hai người sinh con ra, vừa mập vừa lồng theo đi chơi bà hậu. Mình không phải chấp nhận. Người ta nói nếu mà trời con gái mình đi qua hậu phải ủng hộ nó chứ. Đúng rồi, đúng không? Ai đẹp mà, đúng không? Đẹp, có người đẹp khó giữ. Rồi, tiếp nè. Nếu được tặng giữa một chuyến du lịch châu Âu và một số tiền tương đương với chuyến du lịch đó, chị Nhi sẽ chọn tiền, đúng hay không? Trùng khớp. Trời, một cái chuyến du lịch châu Âu là tiền nhiều lắm á, chị không chọn tiền hả? No, em thích đi du lịch. Thích đi du lịch? Tại vì em chưa được đi đến châu Âu. À, là bằng mọi giá phải đi châu Âu được, nhưng còn tiền thì khỏi. Bởi vậy em bắt chồng em là phải làm nhiều tiền để có tiền đi châu Âu. Rồi, câu số 4. Anh Minh là người không suy tính kỹ lưỡng trước, làm tới đâu, liệu tới đó, tính tới đó, đúng hay sai? Trùng khớp. Anh là theo chủ nghĩa để máy tính hả? Nó dựa vào cái nhận xét của mình thôi. Người ta nói thường những người tính toán là những người ốm giống Trấn Thành vậy đó. Còn người mập như mình là người không có tính toán. Gì kỳ vậy? Chứ chẳng có người gì cho tôi ốm tôi tính toán rồi nào trời. Không thì theo người ta đánh giá như vậy. Không phải dân dốt toán ông ơi. Toán tôi không có tính. Thấy gì thôi chứ hiền lắm. Không có dạ, tính. Bị chém. Mới chưa gì xong mà thấy tôi hiền quá cái chém tôi à. Hay đây. Câu cuối cùng. Giả sử vì một lý do nào đó mà vợ chồng phải chia tay, các bạn nghĩ mình còn có cơ hội để làm bạn của nhau hay không? Trùng khớp. Bình thường có nhiều người ta chia tay xong ta không dám gặp lại người xưa. Yêu nhau mà giống như mình chia tay thì cái chuyện đó thì tất nhiên là có nhiều lý do, thì mình phải đúng tìm hiểu lý do của nhau tại sao lại như vậy. Nhưng mà không phải là chia tay là mình không gặp nhau nữa hay là không có chuyện nữa. Biến người đó còn tốt thì mình vẫn làm bạn được. Đúng rồi, dạ. Và chúng ta có được 4 câu trùng khớp và xin chúc mừng các bạn 20 điểm. Cảm ơn hai bạn, và tiếp theo sẽ là phần chơi của anh Đạt và chị Mỹ. Xin mời. Câu hỏi đầu tiên. Người ta thường nói là khi có con thì bố mẹ bắt buộc phải thay đổi những sở thích của mình cũng như cách sinh hoạt. Có nhất thiết phải như vậy hay không? Trùng khớp. Theo bạn là bắt buộc phải thay đổi hả? Nói chung là chưa có con thì nói chung là mỗi đứa vẫn còn cái không gian riêng của nhau. Nhưng mà khi mà đã có con rồi, đã có một cái sự ràng buộc nói chung là thắng thích hơn nữa. Thì nói chung là mỗi cá nhân là nói chung phải tự thích nghi hơn với cuộc sống con cái. Em bị đi sao? Em á thì em thích đi chơi lắm. Bởi mà có con thì em nghĩ là em phải hạn chế đi chơi lại. Nghĩ là em phải thay đổi. Đúng rồi. Câu số 2. Lâu lắm rồi mới thu xếp được một thời gian hai vợ chồng đi du lịch xa với nhau. Lỡ đột ngột công ty gọi có việc đột xuất, có hoãn chuyến du lịch đó để giải quyết công việc của công ty hay không? Trùng khớp. Trời, chắc hai vợ chồng ít có cơ hội đi chơi xa lắm nè. Còn bạn Mỹ thì sao? Dạ, tại em làm bệnh viện nên cũng chụp nhiều nên cũng khó. Dạ. Vậy luôn hả? Dạ, nên em nghĩ là với tính cách của em với chồng em là sẽ hoãn cái chuyến đi lại và giải quyết công việc trước. Đang hẹn đi chơi, tới ngày đi rồi mà tự nhiên báo sâu mắt cách mấy tôi cũng không ở lại rồi, tôi nói thiệt. Tới giờ một cái cơn mà nó lên. Không, tại anh giàu khác, còn tụi em không giàu. Không có, tôi nói này người châu chặt tôi hoài trời. Câu số 3. Đối với các bạn, sự tương đồng về trình độ quan trọng hơn sự tương đồng về sở thích, đúng hay không? 4, 3, 2, 1, 3. Không trùng khớp.
Bạn Mỹ thích tương đồng về trình độ hơn hả? Dạ, tại em nghĩ là tương đồng về trình độ thì nó dễ ăn nói chuyện hơn. Còn sở thích đó thì mình có thể hôm nay mình, ví dụ hôm nay mình chiều bên này, rồi bên đây ngày mai chiều lại mình vậy. Không, anh đang thì sao? Em thì em nghĩ là sở thích thì nó hợp hơn, bởi vì giống tính nhau thì nói chung dễ dàng sống với nhau hơn. Bạn sống một thời gian nữa, lúc đầu ai cũng sẽ nghĩ là sống bằng với nhau là sở thích hợp, sẽ ở với nhau được. Nhưng khi chúng ta sống một thời gian thiệt là lâu trong hôn nhân, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều là cái trình độ là cái quyết định mình có ở với nhau được hay không. Trình độ là nó thuộc về cách nhận thức. Tại vì khi các bạn nhận thức được, các bạn sẽ nói chuyện với nhau được. Câu thứ tư, trong những cuộc tranh luận nảy lửa, bất phân thắng bại, đi ngủ là giải pháp tốt nhất, đồng ý hay không? Trung khớp. Mỗi lần gây không lợi là đi ngủ thôi phải không? Với lại lúc đó mình nóng giận, mình phải kiềm chế. Rồi mình ngủ thì giúp xong mai có khi mình suy nghĩ khác. Đúng rồi, hợp lý. Chứ tôi phải học cái tính này các bạn. Câu số 5, khi nghi ngờ người kia đang bị sao động, đang có tính trăng hoa, có nên chờ cho đến lúc đầy đủ bằng chứng rồi mới mở miệng hay không? 5, 4, 3, 2, 1. Tôi biết thế nào vậy mà. Đàn không thì phải nói có, phụ nữ phải nói không thôi. Không trùng khớp. Mấy cha đàn ông xạo xạo mới đợi là mình dai tận mắt, bắt tận mặt thì mới đúng không? Mình xạo nó, tôi biết tôi xạo mà, tôi biết mà. Cảm ơn anh. Vâng, như vậy là câu cuối cùng thật là thú vị và chúng ta có được 3 câu trả lời trùng khớp. Chúc mừng các bạn có 15 điểm. Và phần thi đầu tiên đã khép lại ở đây. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai ngay bây giờ. Vòng thi Đồng Lòng. Ở vòng thi thứ hai, chúng ta sẽ có 2 lượt câu hỏi dành cho các bạn. Và đầu tiên sẽ là nam trả lời và nữ sẽ tạm thời chia tay. Và chút nữa thì các bạn nữ trở lại thì chúng tôi sẽ xem là câu trả lời của các bạn có trùng khớp với chồng mình hay không. Và một câu trùng khớp các bạn sẽ được 5 điểm. Sai thì không có bị trừ điểm. Nhưng mà nếu như mình cảm thấy là cái người trả lời trước á, mà cảm thấy là lát nữa cái câu đó chắc chắn người kia sẽ trả lời giống mình, thì mình đặt cược thêm, thì chúng ta sẽ được thêm 5 điểm nữa. Và nếu như sai thì chúng ta phải bị trừ đi 5 điểm. Và bây giờ sẽ là lượt chơi dành cho hai anh nam. Xin mời hai chị nữ tạm thời xin chào nha. Câu hỏi đầu tiên dành cho Canh. Điền vào chỗ trống câu sau đây. Tôi sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu vợ tôi quên 3 chấm. Anh Minh. Quên dậy sớm là cái đó là chuyện bình thường hết. Ngày nào bảo ngủ trễ ra hả? Thường thường chắc cũng phải 8:30. 8:30 đâu có gì đâu trễ trời. Không, giờ là trễ lắm rồi. Trời, người phụ nữ đảm đang là phải từ ngao ông bà ta dạy là từ 5:30 phải dậy rồi. 5:30 chỉ có gà dậy chứ anh nha. Chứ có ai nha. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vợ tôi quên về sớm. Đúng rồi. Rồi đồng ý. Đặt cược không? Không. Anh Đạt. Mình sẽ không ngạc nhiên khi mà vợ mình quên mua đồ ăn sáng. Mà mua đồ ăn sáng. Rồi. Đặt cược không? Dạ không. Ngộ ha. Hai ông chồng có hai bà vợ toàn là quên điểm tâm được không à? Ngộ lạ luôn nhé. Câu số 2. Có điều gì trước khi cưới các bạn không cho là vợ mình làm được, nhưng mà sau khi cưới thì mình phải tâm phục khẩu phục là thì cổ làm cái điều đó quá tốt. Dạ, theo mình thì mình nghĩ là cái sự chịu đựng của vợ mình. Chịu đựng. Đúng. Bởi vì trước khi mà cưới thì mình không nghĩ là vợ mình có thể chịu mình được, nói chung những cái trò xấu của mình. Có thể là giống như hứng lên là có như là một trận roulette. Rồi, anh chịu đựng nha. Anh đặt cược không? Dạ không. Rồi. Mà anh Minh trở lại bên mình cũng là giống bạn bên đây quá, chịu tức đựng. Là cái sự chịu đựng, không nghĩ là bà chịu đựng được. Tại vì mình cái tính mình, anh thấy mình rồi, thân hình cỡ này là phải nhậu dữ lắm, thì chỉ chịu đựng anh là về mặt trọng lượng thôi đúng không? Anh đừng để em nghĩ là cổ bồng anh hàng đi. Chịu đựng cái gì? Cái thời gian mình đi á, mình nghĩ là sẽ khó chấp nhận. Đồng ý. Câu số 3. Điều gì của cô ấy thật sự thử thách lòng kiên nhẫn của bạn? Đôi khi có thể là trang điểm lâu, đôi khi có thể là nói nhiều, đôi khi có thể là mè nheo, càm ràm,
đôi khi có thể là nấu ăn dở. Im lặng của cô ấy mới đáng sợ. Im lặng. Im lặng là thử thách lòng kiên nhẫn. Đúng rồi, kiên nhẫn. Nói chung là im lặng là kinh khủng nhất. Thà nói giận tát vô mặt. Đừng bao giờ yên. Anh Đạt, vậy là chắc mình sợ cái sự nói nhiều của vợ mình đó. Nhiều khi chỉ muốn thôi im đi, đừng nói nữa, chẳng hạn vậy. Ai đặt cược ạ? Một câu đặt cược. Anh đặt cược không? Mình cũng không đặt. Chán ông này ghê thiệt. Chúng tin tưởng lắm, ví dụ như đi sâu sát vậy. Anh có mời các khách vào ô cửa. Và xin mời hai cô vợ. Đố các bạn là chồng các bạn điền cái câu nào vào chỗ trống sau đây. Tôi sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu như bà vợ của tôi bảo quên. Ba chấm. Đố mấy chị là ông chồng điền quên cái gì. Mời chị Mỹ trước đi ạ. Quên cất tiền đi. Quên cất tiền hả? Tại em đi tắm hay bỏ tiền vô toilet á, quên cất. Rồi còn gì nữa không? Quên xếp đồ. Quên xếp đồ. Hên là không đặt cược nhưng mà không trùng khớp. Quên gì anh? Không bao giờ mà ngạc nhiên khi vợ quên ăn sáng đúng không? Đi làm không ăn sáng hả? Dạ, có khi bận quá không ăn. Tại vậy trễ quá đúng không? Còn bận gì thì sao? Em nghĩ là chắc là em quên cất đồ hay lấy đồ gì đó thôi. Quên cất đồ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Để đồ lung tung thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Không đúng, không đúng hết. Ông chồng em vẫn không bao giờ ngạc nhiên nếu như em quên dậy sớm. Có không? Sao anh nói vậy anh? Có không? Mà có không? Đâu có đâu, con gái em. Hai người tự giải quyết đi, tự quyết. Phải có một người xạo trong này, phải có một người xạo. Tiếp tục câu số 2. Có cái điều gì mà mấy ảnh trước khi cưới không tin là mấy chị làm được đâu, nhưng mà sau khi cưới rồi phải tâm phục khẩu phục rồi. Vợ mình làm chuyện đó giỏi. Theo em nghĩ thì giao tiếp. Bạn giao tiếp giúp đỡ cho anh trong cái phần giao tiếp như thế nào? Dạ thì nói chung là cũng hỗ trợ về mặt khách hàng chẳng hạn, hay là mối quan hệ bạn bè hay là sao. Rất đáng tiếc anh không nghĩ như vậy. Lát tôi nói cho bạn nghe câu trả lời sao. Còn bạn Mỹ? Em nghĩ là anh sẽ nghĩ là em không làm được công việc nhà. Sau khi cưới anh mới ngạc nhiên là em làm được hết. Hồi nãy tôi nghe có người hay quên tiền trong toilet, rồi hay quên xếp đồ, mà nói công việc nhà tôi cũng không biết nên tin hay không. Nhưng mà cũng không trùng khớp. Cả hai ông đều nói rằng là sự chịu đựng của vợ đó. Ông này hư quá, còn cái ông Đạt thì ông hay chọt cù lét, hay có những cái trò mà lại lụng cái kêu ngủ, mà bà vợ bây giờ hạnh phúc cắn răng chịu đựng. Mặc dù nhột nhưng mà em phái, em cười cho anh thọt tiếp đó. Câu cuối cùng, điều gì của các bạn thật sự là thử thách lòng kiên nhẫn của người ta? Mỹ nè, chắc là tại em chảnh á, em hay bắt ảnh chiều em. Nói chung mà không chịu em là em giận. Em bá đạo. Cái đó không phải là chảnh nha cưng nha. Chảnh là mình không quan tâm tới ai. Còn bá đạo là mình thậm chí bắt cái người quan tâm tới mình phải nghe mình. Luôn luôn mình là người đúng, không bao đúng giờ rồi, em sai. Luôn luôn em cho em là đúng. Đó là em bá đạo chứ em không có chảnh gì hết trơn nha. Không trùng khớp. Bất nằm. Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của ổng trong lĩnh vực nói nhiều. Em cũng đâu nói nhiều bằng ảnh đâu. Cái gì? Vì cái còn ai nói nhiều hơn ai? Nghe ngủ mà anh. Trời đất ơi, những cái cũng ngồi đâu rồi, mình cũng nói nhiều luôn. Trời, có chuyện gì? Em là chắc vậy, anh nói nhiều á. Không trùng khớp. Sao vậy? Mỗi lần em im lặng ông sợ lắm, đúng không? Mà đúng rồi, mỗi lần em giận á là em im lặng, em không nói gì chứ. Thì đó. Cảm ơn các bạn, những câu trả lời thật thú vị. Sau vòng thi thứ 2, hiện nay số điểm như sau. Đội của anh Minh và chị Nhi 20 điểm và đội của Đạt và chị Mỹ 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng thi cuối cùng của chương trình, vòng thi tính cách. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng thi tính cách chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi này có 25 điểm nếu như trả lời đúng, nhưng mà sẽ không trừ điểm nếu như trả lời sai. Đặc biệt là đối với những đội còn lại mà cảm thấy mình thua điểm người ta thì được quyền đặt cược. Với số điểm được đặt cược cao nhất
bằng với số điểm mình có được sau 2 vòng. Đúng sẽ được cộng đúng cái số điểm đó, nhưng sai cũng sẽ bị trừ đúng cái số điểm đó. Mời các bạn đưa cho tôi phong bì. Chúng ta sẽ đến với lượt chơi đầu tiên của anh Đạt và chị Mỹ. Xin mời. Bây giờ chúng ta cùng xem một hoạt cảnh trước khi mình đến với những cái phần câu hỏi nha. Mời các bạn cùng theo dõi nào. Ủa, cuối tuần mà vợ chồng bà không đi đâu chơi hả? Bà nhắc á là tôi rầu tới rồi á. Tôi thì muốn đi chơi lắm, nhưng mà cuối tuần á, ông cứ ngủ bù không à, có chịu đi đâu đâu. Tôi nói rồi, ông chồng nào cũng như ông chồng nào thôi à, nhưng mà phải có cách. Qua đây, có cách hả? Cách gì, cách gì? Nghe nha. Nè, nấu đồ ăn sáng ngon thì ngon, bưng lên giường cho ổng, coi ổng sao. Cái cách này á, tôi cũng nghĩ rồi, nhưng mà bà còn cách nào hay hay hơn không? Muốn hay hả? Ừ, thì trang điểm cho đẹp vô, mặc đồ đẹp vô, rồi lên giường tỉ tê với ổng, đi liền à. Cái này á, chắc cũng được. Vậy, trước đó bà tìm hiểu coi ổng đi đâu nè, ăn cái gì nè, rồi thích chỗ nào. Đó, cái bà tìm hiểu, cái bà dẫn ông tới. Được không? Ê, tôi thấy được á. Mà bà còn cách nào lạ lạ hơn không? Muốn lạ không? Có liền. Hay là mặc đồ sexy vô, xong mở nhạc rồi nhảy. Ôi, thôi. Bà bình thường lại giùm tôi đi. Cách đó nghe sao á. Giờ muốn bình thường phải không? Ừ. Bây giờ chỉ có cách á là ôm ổng, xong rồi nói với ổng là em muốn đi chơi với anh. Vậy thôi là đơn giản nhất rồi đó. Vậy hả? Thôi, cảm ơn bà nha. Để tôi suy nghĩ coi chồng tôi thích gu nào. Ừ, vậy nha. Cảm ơn hai bà. Chúng ta vừa theo dõi một hoạt cảnh hai cô gái chỉ nhau bí quyết gọi chồng dậy vào lúc sáng sớm, và đặc biệt là vào những cuối tuần bởi vì ông chồng hay ngủ nướng. Và mời anh đeo headphone. Sao cứ? Em thấy mấy cách đó không có cách nào đụng chồng em. Không được chứ. Mà anh Đạt á là lúc nào anh cũng khoai ngủ nướng sáng chủ nhật, tại vì ngày nào cũng phải dậy sớm. Cách riêng của chồng hay chồng em là hẹn trước tối thứ bảy. Ví dụ như hai tụi em sẽ hẹn trước, nói ở sáng mai anh dẫn em đi ăn sáng. Rồi anh sẽ nói ở sáng mai anh dẫn em đi sáng, là sáng mai á mình kêu anh dậy anh mới dậy, còn không có hẹn trước là anh không có dậy. Nói chung là phải hẹn trước tối thứ bảy trước mới dậy đúng không? Hẹn nhau trước. Có cách nào đặc biệt nữa không? Nếu lỡ hẹn trước mà bị ngủ nướng thì mình có cái biện pháp xe cua nào không? Lỡ hẹn trước mà ngủ nướng là em giận. Không kêu dậy mà chọn phương án giận luôn. Không, em kêu dậy chứ, nhưng mà em kêu xong rồi không dậy thì em giận. Em giận chút hồi em cũng dậy. Em là biết em giận rồi, em kêu em kêu mà em không nói nữa là biết giận là biết dậy. À, hay quá, chiều của em khủng khiếp thiệt. Rồi, hỏi không nha. Anh nghĩ có trong năm cái cách mà vừa rồi cái cô bạn đã nói á, thì vợ anh sẽ kêu anh dậy bằng cách nào, hoặc là có một cái cách thứ sáu nào hay không để anh dậy sớm vào cái ngày cuối tuần? Như mình thì năm cái đó là coi như là không được cái nào được hết trơn. Là trớt hết mất rồi. Đúng rồi đó. Rồi sao? Cái thứ sáu là cái gì? Cái thứ sáu là tốt nhất là không làm gì hết. Không làm gì hết, tự động anh dậy. Không, tao không làm gì hết, đem ngủ tiếp. À vậy hả? Có nghĩa là bà sẽ không làm gì hết, bà cho anh ngủ tiếp. Đúng rồi. Anh đánh giá cao mình quá. Chật rồi chứ anh. Người ta nói là muốn dậy là phải hẹn trước thứ bảy làm cái gì, sáng chủ nhật anh mới chịu dậy, còn không hẹn trước là không bao giờ dậy. Và đã hẹn rồi mà kêu không dậy là người ta có biện pháp luôn, là giận là thế nào cũng phải dậy, còn không dậy là giận luôn, là đến là sợ là phải dậy nha, đúng không? Thành thử ra chật rồi nha. Cảm ơn hai anh chị. Mời đội thứ hai. Bây giờ mời hai vợ chồng xem phim nha. Xem xong rồi Thành mới hỏi. Door. Oh,
You are not going anywhere, young lady. You stay right there. Và câu hỏi của chương trình là giả sử nếu như con gái của các bạn vướng phải một cái điều, cái lỗi làm mà nặng như thế này, thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra sự thật? Và lỗi là do ai? Có cách nào để sửa chữa nó hay không? Và đến với phần trả lời, và trước tiên thì mời anh để headphone ạ. Tất nhiên là khi mình phát hiện thì mình cũng phải nhẹ nhàng khuyên bảo, hoặc là tìm hiểu lý do tại vì sao. Tất nhiên là nó cũng lỗi thì con hư thì cũng phải là lỗi phần ba mẹ, chứ không phải là mình đổ lỗi cho ai. Việc đầu tiên là cái phản ứng của bạn là không có la rầy, mà nhẹ nhàng, tâm lý. Chắc là gia đình mình cũng phải xem xét lại giữa vợ chồng mình, chắc là không quan tâm đến con hay thế nào mà để con nó như vậy. Có cách nào giải quyết không? Như là đưa con mình đến trại hay như thế nào đó. Cảm ơn bạn. Giả sử như con gái mình mà vướng phải cái trường hợp đó nặng như vậy, là nghiện ma túy, thì anh nghĩ là thái độ vợ anh sẽ coi như là sẽ phản ứng như thế nào với chuyện đó, và anh sẽ nghĩ là cái lỗi đó là do ai, và có cách nào để giải quyết cái chuyện này hay không? Dạ, nếu mà trong cái trường hợp đó thì cái lỗi thì cũng không thể là do cha hoặc là do mẹ, mà có thể là do cả hai. Cả hai thiếu cái sự quan tâm từ nhỏ cho con. Có và thể cái là phản ứng của anh chưa biết được cái chuyện đó là gì? Thì cái hoàn cảnh của mình nếu mà bị xảy ra cái chuyện đó thì thật chất là mình rất là sốc, đáng thương cho con gái mình. Hai vợ chồng đã không có quan tâm được nhiều tới con cái của mình. Có thể là cái thời gian chăm sóc và tìm hiểu con mình nó chưa tới nơi tới chốn. Cái câu hỏi của chương trình làm gì anh nghĩ đi, là vợ anh sẽ phản ứng như thế nào với con? Theo mình nghĩ thì vợ mình cũng tiếp xúc với cái con ở cái mức độ là bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra rồi. Nhẹ nhàng hay thô bạo? Nói chung là phải nhẹ nhàng. Chứ giờ vợ anh bảo là nhẹ nhàng. Và nếu mà trả lời như vậy thì xin chúc mừng hai vợ chồng hoàn thành trùng khớp. Ok đi. Thưa quý vị, như vậy là sau vòng thi cuối cùng thì đội của chị Mỹ không có đúng được phần nào hết trơn. Đặt cược cũng không đặt cược bao nhiêu điểm hết luôn. Thành thử ra là hiện nay số điểm còn sót lại là 10 điểm. Còn bên đội của anh Minh và chị Nhi thì đặt cược cũng không đặt cược luôn, mà đúng được cộng thêm 25 điểm nữa, nên số điểm là 45. Xin chúc mừng. Em rất là cảm ơn các bạn đã đến với chương trình, gửi cho các bạn một món quà quỹ phải đẹp, lời phái mạnh, và phần quà của nhà tài trợ Vina Esikuk. Xin gửi tặng cho anh. Và đôi của anh Đạt và chị Mỹ sẽ ra về với số tiền là 1.500.000 đồng. Riêng đội anh Minh và chị Nhi ra về với số tiền là 3.000.000 đồng. Và bên cạnh đó, một phiếu mua hàng trị giá 12.000.000 đồng tại siêu thị nội thất Phố Sinh. Và xin được chúc cho hai gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc, đầm ấm, yên vui. Và cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Các bạn vẫn có thể tiếp tục trở thành những người chơi tiếp theo với việc đăng ký trên trang web www.yphaidep.com.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Cook. Hẹn gặp lại 21 giờ thứ hai tuần sau trên HTV7.